nhưng mà sao lắc quá vậy? Ê, đứng hình rồi. Ừ, ra Bulit á, đang có nè. Sếp Hà Lan à? Sếp Hà Lan. Ui, sếp Hà Lan này. Tại nhà CB. CM ở Sao Uy à? Ê, phải ra đây. Cảm ơn sếp. Cảm ơn sếp. LM, cảm ơn sếp. LM, cảm ơn sếp. LM, cảm ơn sếp. Ba lần. Nâng cấp huyền thoại, bạn đã quay được 1.300 điểm luôn nè, 1.300 điểm luôn. À, quay hết rồi, quà cũng nhận luôn rồi. Quà cũng nhận luôn. Sơ đồ 422 Step ST này có đổi gì không ạ? Cũng có nhưng mà mình chưa làm lại á, cho nên chờ ạ. 200 tỷ BB, UB nhiều đi, 200 tỷ. Hoặc này có 9 cho mà có 700 tỷ sẵn đúng không? Ủa, 200 tỷ BB. Hoặc này nạp sự kiện nâng cấp huyền thoại thường 7 triệu à, 7 triệu rưỡi à. 7 triệu rưỡi là xong rồi. Anh em đang xem nhé, để lại một like, một subscribe cá nhân mọi người nha. 231 tỷ à, 231 tỷ BB à, cũng tầm 225 tỷ. Sự kiện này thấy ngon hả? À? Yên tâm anh em, yên tâm. Thành Hòa lái tàu có bao giờ làm thất vọng hay không? RTN 106, ủa RTN 106 ra mắc cơ rồi lận luôn, mắc cơ rồi, mắc cơ rồi, RTN mắc cơ rồi, mắc cơ rồi. Mắc rồi, ai đây? Hà Lan à? Bulit à? Basten à? Basten. Mắc rồi Basten. Mắc. Robin Van Persie à? Ê, con ngon mà 108 số. Robin Van Persie. Ủa, con này có 114 số vậy? Ủa, này có 114 số ta. Phải không? Rồi, chút qua lại cái giá lần này lại coi coi. Ủa, sao thấp vậy? Ê, ông này bán được mà, 70 tỷ nè. Trời ơi, ra xếp rồi, Bulit gì vậy? BTB 93. Ở sự kiện tính ra thẻ ít ta. Ủa sự kiện thẻ ít vậy, có mấy thẻ à? Còn nhiêu BB không vậy? 93 BTB cộng 8. 93 BTB cộng 8. Ra B này tới 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mùa luôn hả? Trời, ra BTB đi. Ra BTB trước cái đã. Trời, 7 mùa trong đó có BTB. Biết làm sao được BTB cộng 8. BTB MC hả? Trò ra vậy. Nelson Semedo à. Trò ra min luôn ta. 93 100, cộng 15 số 108 min luôn. Trời ơi, minh hàng luôn. Ảo thiệt. Minh hàng luôn. Minh hàng luôn ta. Icon Germany Brazil. Icon Germany Brazil luôn hả? ST Brazil là lầm đúng không? ST Brazil. ST Brazil. ST Brazil. ST Brazil. Trời. Cờ lâu dơ à. Thái Văn Sơn đã lì xì 5.000 đồng. Này trách KA. À, cảm ơn Sơn nha, có nha anh em nào check, anh em có để tên lên game tí mình mở thông ra anh check nha. Cảm ơn em rất nhiều. Closer ta. EBS 97. EBS 97. Tàu đầu thủng có sao thủng được. EBS 97. Kyrian Ri, xếp Hà Lan. Xếp Hà Lan. Mà Lan hoài vậy, còn lờ bếp, không có Lan còn lờ bếp. Trời ơi, nào vậy? Direct chick à? Trời ơi, ba len nào mà còn ra lờ bế cái gì ba? 113 số à? Trời ơi, ba len nào còn ra lờ bế. Căng quá ta, bạn sư khởi đầu nàng. Sắp xếp đội hình sao cho chuẩn ạ? À, cảm thấy ông Sơn nha. Ok, anh em chờ một xíu nha. Đây còn gói, từ quan trọng là gói cuối nè mà. Em đang tâm quan trọng là gói cuối. Vạn sự khởi đầu nang. Vạn sự khởi đầu nang. Vạn sự khởi đầu nang. Cấp 96. Vạn sự khởi đầu nang. Ừ, ra lưỡi rồi. Ừ, cờ nào lão quá vậy? RM, giống mấy sạch. Cờ này mấy con ngon nha, cờ này mấy con ngon á. Ai vậy? Ông này ăn nào vậy? Ủa, cờ này... Bí đâu được, ba con này lấy lại, ba con này lấy lại. E21 100 luôn hả? Là ít nhất 115 số đúng không? Ít nhất là 115. Harry Kane, Sterling, Lukaku, CR7, Benzema, Kevin De Bruyne. Đúng không? Ý hả? Ý ST, ý à vậy? Ý làm cái ST nào ngon đâu. Ý còn ST nữa. Immobile chọn 115 số đi. Trời đó, ý à.
rồi Anh, rồi Pháp, rồi Bồ Đào Nha, rồi ra đấy. Dấu tên 260 đã lì xì 5.100 đồng. Ajax sắp e loading nè. Edwin Wanderza, Edwin Wanderza, Edwin Wanderza. Edwin Wanderza hồi lắc quá vậy ấy, đứng hình rồi. Ồ, Ragulit á, đang có nè. Sếp Hà Lan à, sếp Hà Lan. Ui, sếp Hà Lan này. Tại nhà CB, CM ở Saudi à. Ê, thế nào hết Saudi cũng được. Hết Saudi. Cao 910 nha, Hinnanet Savi. Đúng được chưa đúng không? Hinnanet Savi, ngon, 676 tỷ. Được, Hinnanet Savi. Savi BTB, STR7, Varan, Beckham, Kevin De Bruyne. Ê, hôm bữa đã ai tô ngon ha. Messi, Benzema, Benassa, Savi, Zidane. Zidane cũng ngon, Lewan. Netbet càng ngon nữa, Netbet BTB, LM, Cộng Hòa Xét. Cộng hòa xích Ba Lan Lưu Hoàng Lewandowski. Lewandowski thành ngò đẳng cấp. Ôi đỉnh đỉnh ta, đỉnh luôn ta. Còn đỉnh cái gì? Robert Lewandowski đỉnh cao của mở thẻ luôn nè. Sự kiện nó có thoại ngày đầu tiên luôn, ngày ngon nhất đúng rồi. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khung. Ồ ôi lụm luôn nè. Cuối cùng ra Ba Lan đúng mùa, ra Ba Lan đúng mùa. Bán được không? Con này chắc không bán được. Con này chắc Minh Đầy nè. Con này chắc Minh Đầy à. Đúng rồi, Minh Đầy nè. Minh Đầy người bán, Minh Đầy người mua luôn. Này chắc hai nhịp đập ấy. Hai nhịp đập luôn à. Khỏi bằng hủy gì hết trơn, hai nhịp đập luôn à. Một hai nhịp đập luôn. Ronaldo được đúng không? Đây bây giờ pha này cũng năm rồi, đập nè. Năm là đập xong rồi. Ba nhịp đập. Một ba nhịp đập nha. Hai căng quá ta. Ronaldo. 3 Ronaldo de Lima. Ronaldo de Lima, Thành Hòa đập icon chưa bao giờ chặt luôn à, đẳng cấp của Thành Hòa. Ronaldo de Lima đỉnh cao của đập thẻ. Anh này tính ra là được đâu, được Ronaldo, được Lewan, được Xavi. Thấy Lewan cũng 1.000 tỷ rồi, Lewan ít nhất cũng được 1.000 rồi, 1.000 tỷ rồi. Xavi nhất cho 1.500 tỷ cộng 2 tỷ BB nữa là 1.700 tỷ cộng thêm nãy con Lewan với lại con gì nữa, Immobile có 100 tỷ nữa là thấy 1.800 tỷ đập lên rồi bế hoài con nữa. Trời ơi gì vậy, sóng đã cài then đêm sập cửa và đoàn tàu đánh cá lại ra khơi. Ok, ngày hôm nay đoàn tàu chúng ta lại chuẩn bị khởi hành rồi anh em ơi. Lên tàu, đôi khi anh em sẽ gặp sóng gió trong những lần lái tàu, nhưng lần này hy vọng sẽ không. Ngày hôm qua sao chứ, mới ngày hôm qua ngày kia đó mở đơn lên quan bây giờ chỉ nhớ kém quá ta. 220 tỷ BB luôn hả? Trời, giàu quá vậy, nhiều luôn á. Một cá 200 tỷ BB, 30 tỷ nè, 8 tỷ à, 8 tỷ BB vậy là khoảng tầm 230 tỷ à. Tính là sự kiện này cũng ấy ra 230 tỷ cũng được, tầm 200-250. Bây giờ quan trọng là cầu thủ nè. Đồ này có gì on luôn hả? Cái gì on luôn hả? On mà bao nhiêu mùa từ cộng 5 tới cộng 8 on luôn. Trời ơi cái đứa này đâu biết khi nào mới được biết khi nào mới được ra con hàng BTT chỉnh. Ủa ra chỉnh được, ta nói on hay ra chỉnh nha. Ôi chỉnh được nha, BTT rồi luôn kìa. Quát mà Oliver Giroud à, Oliver Giroud, Gamero à, trời on ra được 27 tỷ ngon rồi, trời ơi Oliver Giroud ngon rồi, Giroud BTR như hai chiếc 55 ta, ồ mới có on đấy mà, on đấy mà chứ, trời ơi, on 22 sẽ lật 5, được gói đây được, đây Erling Haaland, Kevin De Bruyne. Kevin bỉ CM bỉ. Ủa
Ủa em khi Tarian ngon vậy? Em khi Tarian 106 à? Ủa em khi Tarian 106 à? Em khi Tarian à? Bí đồ Inter thắng tăng số, tăng 3 số lên 115. Em khi Tarian ta. Icon 109. Icon 109. Icon 109. ST Brazil. ST Brazil này lắm. ST Brazil. ST Brazil này. Oh là lửa rồi. Ý là ST. Ý ai vậy? Dembiro à? Alessandro Dembiro. 109 đúng 109 luôn. Mà được 13 tỷ cũng ngon rồi. Có mấy con 109 rồi, có mấy tỷ mấy. Cũng được ha, cũng được ha. Chọn ra Manini cũng lắm rồi. Manini 100 tỷ luôn á. Manini Icon 100 tỷ. Đúng rồi. Được ha. Returner 106 cộng 5. Returner 106. Returner 106 cộng 5. Returnee. Ừ, nhắc vào rồi. Gia Gia Tunghe à. Ủa xe đấy. Bờ biển Nga mà lỡ đất ai vậy? Bờ biển Nga mà lỡ đất à. Trời ơi, Gia Gia. Nhổ ra cái cờ tôi biết lấy nắng lòng ra cái cờ. Ra cái cờ đấy thôi rồi. Xong luôn thôi rồi. Bờ biển Nga có đất 3 rồi. Đất 3 rồi Returner đâu. Em với 97. Em với 97. ST Bồ Đào Nha. ST Bồ Đào Nha. ST Bồ Đào Nha. ST Bồ Đào Nha. Bồ Đào Nha. Bà Lan hoài vậy. ST Lewandowski không à? Sao tụi có duyên với robot Lewandowski? Đúng 112 rồi. Đúng 97 luôn. Còn Lewand à, như tụi có duyên với Lewand lắm nha. Lewand BTD. Lewand EBS rồi. Còn thiếu Lewand cáp nữa thôi. Cho tôi ra con Lewand cáp rồi. Cho ra Lewand cáp thôi nha. Là đủ bộ luôn á. Lewand cáp. Đừng ra sang nha ba. Đừng ra phân đăng luôn. Ra rồi bữa đi. ST Brazil cá đi. ST Brazil. ST Brazil. ST. ST. Đức là ta Muller à. Ba lắc à. Trời my god. Ba lắc à. Bao nhiêu tiền vậy? 79 tỷ. Ồ cũng được ha. Ồ cũng được cũng ngon. Michael ba lắc rồi. Cũng được cũng được. 79 tỷ à. Tôi cũng được cái giá đâu đến nổi. Ngon 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 ngon. 79 tỷ. Cristiano Ronaldo. Rugulit. Rugulit gái đẹp. Rugulit. Sếp Hà Lan. Bờ biển Nga ai vậy? Bờ biển Nga ai vậy? CDM ai vậy? Bờ biển Nga cái gì vậy? Orokin hả? Orokin 500 tỷ luôn. Orokin mắc vậy? À phải bờ biển Nga Ireland. Orokin hả? 119 cái số Orokin mà. Trời ơi. Cũng được không? Con này bán ai mua không vậy? Orokin hả? Không nhớ luôn hả chứ. Bờ biển Nga tôi đang liên tưởng rốc 3. Tôi đang nhớ nó rốc 3 chứ ra rốc 3 nhưng mà nó đâu có ra ST đâu. CR7 BTB. CR7 BTB. CR7 BTB đi. CR7 BTB. CR7 BTB. Vô đeo nha Rodrick. Ôi cái gì? Có 2 tỷ hả? Và đừng quên để lại một like và subscribe để giúp mình có thêm động lực làm những video sau nha. Và một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn vì đã xem video này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.